một mảnh não người có giá 10.000 euro, phổi người trị giá 3.600 euro, một bàn tay của ai đó để giá 185 euro. Có một cửa hàng trưng bày bán những bộ phận thi thể người. Họ có một phân xưởng xử lý tử thi cực kỳ rùng rợn. Họ thực hiện quy trình nhựa hóa một cách vô cảm. Lột da, lóc thịt, xẻ đôi người, tách tứ chi, cắt rời các bộ phận thi thể, rồi ngâm chúng trong dung dịch phormol, bơm silicon, rồi định hình thi thể như những tác phẩm điêu khắc. Kinh doanh tử thi, nhân danh khoa học hay xúc phạm người đã khuất? Ẩn nấp dưới danh nghĩa khá mỹ miều là phục vụ khoa học, cha đẻ của công nghệ nhựa hóa xác chết, Gunther von Hagen đã phất lên thành triệu phú nhờ việc bán từng lát cắt cơ thể người chết cho đến mở triển lãm trưng bày thi thể để tận thu nhiều triệu đô la trên thi thể người đã khuất. Trong số các mẫu phẩm gây sốc và tranh cãi nhất của Gunther von Hagen là một cặp đôi đang trong tư thế âu yếm, một phụ nữ đang trong thai kỳ thứ 8 với một thai nhi cuộn tròn trong bụng bị mổ phanh. Nhiều cuộc điều tra đã được thực hiện và tuyên bố rằng von Hagen đã sử dụng xác chết không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc và Nga. Cửa hàng đầy ám khí. Tọa lạc tại thị trấn Guben của Đức, gần biên giới Ba Lan, có một cửa hàng chuyên kinh doanh các bộ phận cơ thể người. Nó được mệnh danh là siêu thị của những oan hồn và nằm sát cạnh công xưởng nhựa hóa thi thể đầu tiên, nơi Gunther von Hagen đã biến những sinh mệnh tử vong thành những vật thể bị bóc lột tàn tệ. Cửa hàng này bán tất tần tật mọi thứ liên quan đến cơ thể người và động vật, từ gan, mật, thận, bàn tay, bàn chân, cho đến toàn bộ hình hài của một người. Khách hàng tới cửa hàng xem và lựa chọn hàng cũng giống hệt như bạn đi mua hàng trong siêu thị vậy. Với khách hàng ở xa, chỉ cần bạn ưng ý đặt mẫu và chuyển khoản, những mẫu vật từ cơ thể người và động vật thật này sẽ được giao tới tận tay bạn. Dịch vụ đặt hàng qua email này được thiết lập bởi chính nhà giải phẫu học gây tranh cãi người Đức Gunther von Hagen. Gunther von Hagen đã phát minh ra công nghệ plastination, gọi là nhựa hóa cơ thể, trong đó chất lỏng được hút ra từ thi thể người và được thay thế bằng silicon cứng, cho phép các bộ phận được bảo quản vô thời hạn. Quy trình này bắt đầu từ những kỹ thuật thông thường như việc loại bỏ nước và chất béo trong cơ thể, thay thế nó bằng chất phormol để ngăn chặn sự phân hủy. Tiếp theo, thi thể người hoặc các bộ phận cơ thể người được chuyển đến một buồng chân không. Trong môi trường áp suất chân không ấy, silicon sẽ thẩm thấu sâu vào các mô của cơ thể và cố định hình dạng. Mẫu vật cần để khô hoàn toàn và hoàn thiện quy trình này được gọi là nhựa hóa thi thể. Quá trình mổ, ướp và nhựa hóa một xác người hoàn chỉnh tiêu tốn khoảng 1.500 giờ công và thường mất khoảng 1 năm để hoàn thiện. Năm 1977, Gunther von Hagen đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh này và là chìa khóa mở đầu cho sự thành công của ngành kinh doanh thương mại trên xác chết của ông ta. Ban đầu, nhựa hóa thi thể người được giữ bí mật tuyệt đối. Người ta vẫn nghĩ rằng thi thể ở các cuộc triển lãm được làm từ silicon chứ không phải là thi thể người thật sự. Chính Hagen còn tuyên bố rằng toàn bộ thi thể đều là nhân tạo. Hagen còn tự hào nói rằng phát minh của ông là cực kỳ thành công đối với giới y khoa khi các giảng viên, sinh viên và nhà khoa học chỉ có thể sử dụng các mẫu vật ngâm trong phormol để phục vụ cho các nghiên cứu và bài giảng. Phải chăng Hagen đã đem tới một làn gió mới, một sự thay đổi tích cực cho ngành giải phẫu học của nền y học hiện đại như ông ta từng nói? Tuy nhiên, để có thể thực hiện quy trình nhựa hóa với các đường cắt lát thớ thịt, cơ, gân, mạch máu rõ ràng như mẫu phẩm đang trưng bày trong các cuộc triển lãm, thì chỉ có thể thực hiện trên cơ thể người mới tử vong trong vòng 48 tiếng. Cơ thể để lâu sẽ bị phân hủy và ít còn giá trị nhựa hóa. Nhìn chung thì các câu trả lời của Hagen hay ban tổ chức triển lãm Body World của ông ta đều nói rằng các thi thể này là do hiến tặng. Có điều là số lượng người hiến tặng vô cùng ít. Làm thế nào để có được nhiều thi thể đến vậy, trong tình trạng vừa tử vong để nhựa hóa? Năm 2002, một tòa án ở Nga đã xét xử Vladimir Novoselov, người đứng đầu phòng khoa học pháp y của thành phố Novosibirsk ở Tây Siberia, vì bị cáo buộc đã cung cấp trái phép các thi thể người cho von Hagen. Các công tố viên cho rằng Vladimir Novoselov đã cung cấp ít nhất 8 thi thể cho von Hagen mà không có sự cho phép của gia đình người đã mất. Năm 2006, phóng viên Neda Ulabi đã có bài báo cung cấp bằng chứng trái ngược. Theo đó, Hải quan Đức đã tịch thu 200 mẫu não và 56 thi thể được gửi từ Học viện Y khoa Novosibirsk đến phòng thí nghiệm của Gunther Hagen. Tháng 10 năm 2003, một ủy ban nghị viện điều tra của Quốc hội Kyrgyzstan cáo buộc von Hagen đã nhận và giải phẫu trái phép hàng trăm thi thể từ những nhà tù, bệnh viện tâm thần ở Kyrgyzstan mà không thông báo trước cho gia đình những người này. Nguồn gốc cơ thể nhựa hóa từ Trung Quốc. Với tham vọng của mình, năm 1999, Hagen đến Trung Quốc và nhân rộng phát minh của mình lên thành quy mô công nghiệp. Tháng 8 năm 1999,
chính quyền thành phố Đại Liên đã phê chuẩn cho Hagen đầu tư 15 triệu đô la thành lập doanh nghiệp tư nhân nước ngoài một thành viên có tên là Công ty Nhựa hóa Đại Liên Von Hagen tại khu công nghệ cao Đại Liên. Gần đây tại Hàn Quốc, một người đàn ông họ Lý gốc Triều Tiên đến từ Trung Quốc đã phơi bày một số thông tin nội tình đáng sợ trong quá trình ông làm công việc này trong công ty Đại Liên. Ông Lý cho biết, tất cả nhân viên đều tốt nghiệp từ Đại học Y, nếu không phải là tốt nghiệp trường Y sẽ không bao giờ được nhận bởi vì những người bình thường sẽ không thể chịu nổi những gì diễn ra ở đây. Ông tiết lộ rằng, có những xác chết là phụ nữ đang mang thai, có một phân xưởng xử lý tử thi, họ không hề có ý niệm tôn trọng con người và đặc biệt là sự tôn nghiêm đối với người đã chết. Thi thể người ở đó bị ngâm vào trong một chiếc bồn như ngâm lợn, toàn là dung dịch phormôn. Mỗi một bồn lớn có thể ngâm tới 4 đến 5 người một lần, nhưng tiêu bản nào tốt là chỉ được ngâm 2 người trong một bồn. Toàn bộ những xác chết này đều được vận chuyển một cách phi pháp. Ông Lý cho biết, nhà máy tử thi này thực sự đã vi phạm nhân quyền. Cũng năm 2004, tòa án tại Đức đã điều tra Von Hagen về việc những cơ thể trưng bày trong triển lãm có nguồn gốc từ các tù nhân bị hành quyết. Các chứng cứ công bố trên tạp chí Der Spiegel cho thấy, ít nhất 7 trong số 647 thi thể lưu trữ trong hầm nhà máy của Von Hagen ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc có các chấn thương ở đầu. Trong đó, hai thi thể có các vết đạn ở trong sọ não. Khi đó, ông Von Hagen buộc phải thừa nhận rằng một số thi thể có thể là những tù nhân bị hành quyết. Năm 2004, tờ báo Đức Der Spiegel tiết lộ chứng cứ rằng bào thai hơn 8 tháng tuổi trong triển lãm của Von Hagen có nguồn gốc từ Cục An ninh Trung Quốc vào năm 2001. Tổ chức Thế giới điều tra đàn áp Pháp Luân Công đặt câu hỏi: làm thế nào một bào thai hơn 8 tháng tuổi lại có trong Cục An ninh Trung Quốc? Một cuộc điều tra khác của Uphold Justice cũng cho thấy nguồn gốc của thi thể nhựa hóa có từ các cơ quan chính phủ của Trung Quốc như tòa án, viện kiểm soát và cơ quan an ninh ở Trung Quốc. Trang Minh Huệ Net cho biết, Von Hagen từng nói với các phóng viên rằng ông chọn mở chi nhánh ở thành phố Đại Liên không chỉ vì giá nhân công rẻ mà còn vì sự hỗ trợ tích cực của các quan chức địa phương và nguồn cung cấp thi thể dễ dàng. Giai đoạn Von Hagen mở nhà máy ở Đại Liên trùng hợp với thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành đàn áp dã man các học viên Pháp Luân Công. Nhà báo Ethan Goodman cho biết rất nhiều tù nhân lương tâm, đa số là các học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại có hệ thống để phục vụ ngành buôn bán nội tạng người. Nhà báo Goodman cũng đề xuất cần phải xét nghiệm mẫu DNA các thi thể nhựa hóa để xác định nguồn gốc. Thêm một thông tin nữa là khi tới Trung Quốc để thành lập nhà máy nhựa hóa thi thể ở Đại Liên, Von Hagen đã chiêu mộ được một học trò cưng tên là Tùy Hồng Cẩm và cho anh này phụ trách việc tìm mua các thi thể người. Năm 2004, khi không còn làm việc cho Von Hagen, Tùy Hồng Cẩm đã thành lập một nhà máy riêng có tên là Công nghệ Sinh học Hy vọng Đại Liên. Tùy Hồng Cẩm từng cho biết, các thi thể ban đầu được nhận từ các nhà xác của thành phố và sau đó chuyển đến các trường đại học y khoa và cuối cùng được hiến tặng hợp pháp cho công ty chúng tôi. Nhưng tổ chức Uphold Justice có chứng cứ cho thấy đó là các thi thể mới, được đưa đến từ nhà máy của Tùy Hồng Cẩm trong vòng từ 2 đến 48 tiếng kể từ khi tử vong. Vì vậy, Tổ chức Thế giới điều tra đàn áp Pháp Luân Công đặt câu hỏi, từ đâu mà Tùy Hồng Cẩm có nhiều thi thể mới để cung cấp cho ngành kinh doanh triển lãm này? Không phải ngẫu nhiên mà nhà máy nhựa hóa cơ thể người của Von Hagen và Tùy Hồng Cẩm đều đặt tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang bị quốc tế lên án về tội ác giết người, mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm, bao gồm người theo Phật giáo Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, người Kitô giáo và người tập Pháp Luân Công. Ngụy trang dưới danh nghĩa khoa học hay xúc phạm người đã khuất. Vào năm 2003, chứng kiến cuộc khám nghiệm tử thi ở Anh trong một sự kiện truyền hình của Von Hagen, các khán giả nước này đã đặt biệt danh cho ông là Crow Ma Quái, bác sĩ tử thần hay người chà đạp nhân quyền của người chết. Theo đài France 24, năm 2010, tòa án tối cao của Pháp đã tuyên bố các triển lãm của Von Hagen là trái pháp luật vì chúng đi ngược lại với tiêu chí văn minh của nước Pháp. Di thể của người đã khuất cần phải được đối xử kính cẩn, tôn trọng và đứng đắn. Tòa án tối cao Israel cũng tuyên bố triển lãm cơ thể người là phỉ báng sự tưởng nhớ tới người đã khuất. Văn hóa phương Đông cũng như phương Tây rất tôn trọng vong linh người đã khuất bằng cách tắm rửa, trang điểm, mặc quần áo mới, tẩm liệm cho người chết một cách kỹ càng trước khi chôn cất. Triển lãm nhựa hóa thi thể người thực chất là sự tàn ác vô nhân tính khi dùng cơ thể người thành hàng hóa để kiếm tiền siêu lợi nhuận.